tôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Rồi chúng tôi xin được quá đăng à. Quá đăng ơi, đăng ở đâu à? Ngày sinh nhật vào ngày hôm nay đó chính là má Hương. Dạ má Hương ạ. Dạ happy birthday to you. Dạ má Hương ạ. Má Hương ơi. Má Hương ơi. Rồi xong rồi. Xin lỗi tôi phải thân thời gửi đến má một lời chúc mừng à. Ngày sinh nhật thì tụi con sẽ gửi cho má một cái vũ điệu sôi động dành tặng cho má. Chuẩn bị chờ sao nha. Dạ má Hường bây giờ nhận quà trước từ tụi con đó. Đó là một vũ điệu sôi động. 1 2 3 vô. Tụi con cũng mới vừa biết luôn là hôm nay cũng là sinh nhật của má Hường cho nên là chưa có chuẩn bị kịp nhiều. Nhưng mà ngày mai nha, tại vì má Hường là một cái gì vậy? Thôi tiền thôi nó la cái ghê không? Như giật đồ vậy. Con này thiệt á, kỳ cục ghê á. Dạ, vâng kính thưa quý vị, còn ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Xin mời quý vị chúng ta hướng mắt rồi sẽ có bắt đầu. Đồ gì đây, đồ gì đây, con số gì đây, đồ gì đây, đồ gì đây, rồi mình đi kiếm nhất sinh được kết là xưa câu chuyện tăng cám 28 28
24, 24, 24 xu chị đây mày, chị đây xu chị đây. Em đã xuống như bao chàng trung sĩ, cùng cuối cùng em là những ngôi sao. Ba chân em dẫm đá bước vào tan, em mãi ngàn đời là con gái gì làm. 303 là cái hiệu trên bảng đèn, con số 4 có 1, 2, 8 có 2, 3, 8 có 3, 40 hợp lệ. Rồi, khán giả nào thắc mắc nghi ngờ và có quyền kiểm tra lại bé dùm cho Quyền nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với phần loại mới với tiền quả là 10.000 đồng. Và ngày mai sự có mặt đặc biệt khách mời ngôi sao ca nhạc Khánh Bình, giọng ca hai giọng từ chào mừng tất cả quý vị. Và bây giờ dòng đời cuối cùng cho Điêu Nam, khán giả mình nhớ ủng hộ vé để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Quay đi em, em quay đi. Quay đi. À, hồi nãy cái anh áo cặp kia, anh áo kia lên, giờ anh này. Sao nè. Bây giờ các nhà ủng hộ vé một lần cuối cùng nha quý chị nha. Để chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình là bốc bao lì xì. Đó. Phần quà gì đây? Chết mày ơi. Lì xì 300. Lì xì 300 rồi. Rồi em qua bên đây nhận bao lì xì dùm cho Quyền nha. Rồi bây giờ kính thưa tất cả quý vị, ủng hộ vé một lần cuối cùng để chúng ta có những phần quà cầm trên tay. Và ai chưa có quay này mặt sau tờ là bé ghi họ và tên kèm với số điện thoại qua từng tờ là bé lô tô ủng hộ qua từng vòng lời mà không may mắn đọc giải á, thì nhanh chân lẹ tay, không có biết bút mực thì khán giả mình nhớ nha, mọi người kế bên xa hơi, trước mặt em kìa, sau lưng kìa, đâu kìa, bà nội ơi, nhìn ở dưới á.